Gặp tôi là cô may mắn rồi. Đi đâu vậy? Đi đi. Nè, sao hả, muốn ăn gì? Để tôi chọn nha. Nè, phải tẩm chút sa tế rồi lấy cánh gà quay. Xong rồi cô răng tiêu. Được đó. Nè, mì tôm cũng ngon lắm nha. Chúng ta ăn tô mì tôm rồi thêm tô bún gạo nữa. Đầu cá ở đây rất là ngon đó. Nè nè, chỉ có hai người thôi sao? Được mà. Còn với cô răng tiêu nè. Nè, sau cái thịt heo sa tế, thịt chia sa tế và thêm món cá ma quái nữa. Đủ rồi, hai người đâu có ăn nhiều đến như vậy. Ăn hết mà. Nè, vui vẻ thì có thể ăn nhiều hơn. Ăn nhiều hơn thì có thể ăn hết mà, phải không? Hễ không vui hay là có phiền não ấy, thì tôi sẽ giống như bây giờ có rất nhiều món để ăn. Ăn no rồi thì tâm trạng sẽ đỡ hơn nhiều, tinh thần cũng sảng khoái hơn, còn tràn đầy sức mạnh nữa. Chính vì bây giờ khác Dân Hy ngày thường đó. Nè, đang ăn đừng có nói công việc nha. Nè, ăn gì đâu có đã đâu. Coi tôi nè, các vị khán giả, 10 con ếch. Mạnh miệng vô, ăn như vậy thấy đỡ hơn phải không? Ừ, công trạng của tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi đó. Vậy thì tốt rồi. Như chị thì tốt, có lòng tin lại dở nghĩ cách. Nếu tôi được một nửa như chị thì tốt biết mấy. Thử ra ngoài sống một mình lâu ngày đi, không có ai chăm sóc thử coi, ai thèm để ý. Chị sống một mình hả? Người nhà của chị đâu? Ba má tôi mất hết rồi. Chỉ còn có con mèo tên Eugene, nhỏ nhắn dễ thương lắm. Có dịp tôi sẽ giới thiệu. Ừ. Nhìn cô kìa, có nhiều chuyện cô cũng làm được mà. Phải có lòng tin với mình. Cay quá. Đừng có chấm cái này. Cái này rất là cay đó, đừng ăn. Ăn cay thì tôi giỏi hơn chị rồi. Tôi vừa ăn cay vừa ăn nóng được nữa đó. Cô tài thiệt đó. Ngon quá. Trời ơi, cay quá.